2. Cầu công việc có công việc. Linh ứng Địa Tạng Bồ Tát. Mình tốt nghiệp ngành sư phạm địa lý vào tháng 4 năm 2021. Đúng lúc ấy, dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, kinh tế đi xuống và tất cả các cơ hội xin việc của mình đều bị hủy. Nhiều người nói, ngành sư phạm như mình cần phải có mối quan hệ và tiền bạc mới mong tìm được việc làm. Mình con nhà nghèo, ba má đều là thợ hồ, thì quen biết ai được. Mình lúc đó luôn nghĩ, chính mình biết Phật Pháp, vậy Phật Bồ Tát lại chẳng hơn những người khác hay sao mà lo làm gì cho mệt. Từ đó, mình nhất tâm cầu nguyện với Bồ Tát Địa Tạng. Hàng ngày, mình đều đọc kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, Chú Lăng Nghiêm và niệm 1.000 lần Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát. Từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 8 năm 2021, suốt 4 tháng dịch bệnh ở nhà, không ra ngoài, mình đều hành trì như vậy, không rườm rà, cứ rảnh là lật kinh ra đọc như em bé đọc bài. Mỗi lúc đọc, mình đều tưởng như Bồ Tát đang ngồi bên cạnh mình vậy. Đọc mệt thì đi nghỉ, nghỉ ngơi xong lại ra đọc tiếp. Mỗi lần đọc cũng không nhiều, cứ từng đoạn mà đọc. Lúc không đọc kinh thì mình xem lại có lỗi gì sai không để sửa chữa, thay đổi bản thân. Mình nhớ tưởng đến Ngài và mình cũng vẽ tranh Ngài để tưởng nhớ nữa. Một điều rất lạ là trong 4 tháng đó, mình có gieo quẻ trước tượng Ngài để xin Ngài cho lời khuyên. Cả 3 lần gieo quẻ, mỗi lần cách nhau nửa tháng đến 1 tháng đều ra quẻ có ý nghĩa tương tự nhau. Quẻ thứ 3 là có nói mình đến giữa tháng 8 sẽ có tin vui và khuyên mình đừng nên nôn nóng. Mình biết là Bồ Tát cảm ứng nên cứ vậy mà tu hành. Đến tháng 8 âm lịch, một ngày sau khi mình đọc xong khóa lễ chiều, một số điện thoại lạ gọi đến, giọng người phụ nữ vang lên hỏi mình rằng: "Em có muốn đi dạy không? Cô sẽ giới thiệu công việc cho em. Đây là công việc hợp đồng nhà nước rất tốt." Quá đỗi vui mừng, mình đồng ý ngay. Hơn một tuần sau, mình được thầy hiệu trưởng nhận đi dạy. Ngày ký hợp đồng là ngày 6 tháng 9 năm 2021, và đến hôm sau, ngày 7 tháng 9 năm 2021, chính là sinh nhật của mình. Vậy là Bồ Tát Địa Tạng đã giúp mình có được một công việc ổn định. Đây là món quà mà Ngài dành tặng cho mình vào ngày sinh nhật. Cũng nhờ nhân duyên này mà mình kết giao được rất nhiều người tốt lành, tử tế và hạnh phúc cho đến bây giờ. Nhờ Ngài mà mình có được rất nhiều học trò thương yêu. Xin cảm ơn Bồ Tát và cô giáo thân yêu được Ngài gửi đến cho con. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. 3. Ha ha ha, Bồ Tát Ma Ha Tát.